Chào bạn nha, chiều nay tiếp tục thả câu lương nha bạn. Hôm gãi ngoài em gái Sóc Trăng cho ăn cái lòng tông, giờ ngán quá thèm lương rồi. Hôm gãi đặt lú ngoài lòng tông giữ, ăn lòng tông suốt mùa thu luôn. Thò lòi nãy cha em đi câu con nào nấy bữa nay, thò lòi nào nấy hết biết bự rồi nè. Ghê thiệt chứ. Hồi nãy giờ thấy đem máy quay theo coi đã lắm. Còn lia lịa chứ, chào các bà. Bữa nào đi, tại nãy mình chạy vô mà người cha em câu giùm. Nãy bữa nay lúc này em chở em lưu vô luôn bạn, cho nó quất bô ly với Milo. Tại bô ly nó gần đực rồi, cho nó xử lưu lưu. Bữa nay đi chơi, nãy đi vô lãi xuống vỏ nằm im ru và đỏ đó. Nó lần đầu tiên mình đi đó hả? Nó dễ lắm, xe cộ đồ cân rồi nhảy lên cân nằm im ghe lúc. Này lúc trước bô ly với lưu này lúc trước bắt về lượt luôn bạn, giờ quen bởi giờ bự hết. Là lúc trước như chí giờ còn nào nó chập bá. Bu ly mập hơn lưu, lưu thì ốm cao lại giống. Rồi giờ móc mồi thả câu lương thôi bạn ơi. Câu lương chắc còn chừng 90 mấy phao kìa, tại hôm gà nó cũng đứt lại cũng cho bớt. Nó hết 10 phao rồi. Chạy nhiều chỉ nhiều. Bỏ rồi nó lấy rồi đâu ta. Rồi. Gớt đâu hay gì á? Chắc gớt đâu giữa đường quá, về mất cái gì? Rồi vậy bữa đó xỉn rồi. Rồi chờ đợi tối nay thăm câu lương nha bạn. Tối nay hy vọng là mò sướng cái cây. Lâu rồi không mò. Tình hình là không biết lương có không, hai cha con mình đi kiếm cá trước bạn ơi. Nãy có dò mấy cục mồi quăng 2-3 bến nè. Giải thử con cá nào không, kiếm cá trước đi. Này là thủ đường. Nào cũng phải thủ trước, đâu hên xui làm con chà bá sao. Tối tối nhiều khi có đầm bực bực cái đã. Nước này có là lụm, không có đường nào chạy đi. Trong sông cha mình có gu khuy, còn ở ngoài mình không có. Không có. Có là chạy tè tè thấy cạn luôn. Cái đầu tiên chắc quất cạn này. Bên chiến đấu lũng. Bến này nè, này quăng cái đùng là kéo lên nè. Kì bến này không gài cha anh bắt gần 20 cu phi rồi, từ lúc đem chài vô tới giờ. Chỗ này có cái ổ, nó quậy cái ổ ngay đây, lần nào cũng dính nha, đã. Con, hai con. Nhổ. Nín thinh nè. Tình hình này chắc bắt lương rồi trời. Kiếm thêm cá mà không có cá rồi. Tình hình này chắc hỏi thăm lương rồi. Rồi, hút bọc luôn. Không có con nào luôn. Rồi, tình hình này về bắt lương rồi. Gì? Trời ơi, hết hồn. Thì tính không chạy bến này vậy mà có. Xàm thiệt chứ. Bến nãy không thấy mồi về luôn. Cái bến không thấy mồi. Tính là làm biến bấm quay luôn, kéo lên lẫm xộn hết hồn. Cái này làm nhiều pha bất ngờ này chứ. Này lỡ bắt cá lại bến kia luôn. Chơi luôn. Hồi chiều chạy rồi. Vớt lại, bỏ lại hai bến nè, bến này bến cũ, gì mà lụm, xàm thì kéo lên hết hồn, giật mình, sướng, lấy xô, trời ơi nó ăn cái bụng coi kìa ông nội ơi, hết biết rồi, ăn bụng phù lù luôn rồi, bụng nó mập nè, xàm thiệt chứ. Vỡ vị số có cá rồi á, hên rồi đó, đêm nay hên. Tình hình này hồi trúng lương nữa à. Quá đã thiệt chứ. Tính không có là miếng bấm máy luôn, ngồi trên.
Ông kéo lên, vừa lên bằng nước là cái sụn giật mình. Đã thiệt. Mập lù luôn à. Mập thấy ghê không? Sướng thiệt chứ. Chê. Cho vô khu cách ly luôn. Lỡ là giải lại mấy bánh cũ luôn ăn ơi. Dính cá sung quá sung rồi. Dướng. Tiếu thiệt chứ. Xàm. Chiều giải 4 bến được đâu 2 cá phi với con cá linh. Người thấy mồi lại 2 bến nè, để tối nay hồi đi thăm cô lương nè, sẵn trước thăm cô lương giải bậy chơi có không nước cạn rồi. Rồi gì quá vậy? Đâu đó nó vậy? Rồi. Làm khó ổng không à. Bến này ông mới dọn nè. Là làm. Giải 2 bến rồi giải lại bến cũ cho lụm cá phi. Xàm thiệt chứ. Số ăn được cá phi. Gì gọi đó gì vậy? Rồi luôn rồi. Nước cạn queo hả? Tình hình này hên nữa nghe, hồi thăm cô lương trúng à. Gờ gờ cái đầu cho bá quá đi. Chỗ này ông mới dọn luôn. À, chặt cây ngon lành nè. Bến chài. Ở cái quần cải dính con cá ăn ủi lại. Ngày khai trương nhẹ bến nhà đi em ơi. Thăm con lương sáng chiến tiếp. Ra sông lớn rồi kiếm tôm càng rồi cái. Đổi gió đâu. Tính ra từ lúc mình để chài trong đây cho ổng tới giờ ổng hại biết nhiêu con sinh linh. Giải hai thảy hai bến trong nhà các bạn. 4 năm con, 5 6 con cua phi. Kiếm ăn khỏe. Mới cắm gà, thức ăn gà thảy xuống là cá nó bữa liền rồi. Này có nó chạy tè tè đã. Giờ nó sộn như nãy cái nữa tiếu dữ. Giật mình nãy làm hết hồn thiệt chứ. Ồ, không có rồi. Nãy tự nhiên dở lên làm sộn giật mình. Không đâm trời. Nín thinh luôn. Dì à, cũng được con. Rồi dắt này vô nhà chuẩn bị lên đường thăm cô lương luôn mà ngay. Cái lỗ huyền thoại. Mỗi lần chui qua đây là bắt con lương bự nè. Chắc này lên đường thăm câu lương bạn ơi. Chó sủa dữ mày. Nãy trước khi thăm câu lương là quất được con cá cu phi rồi đó. Tối nay giọng trúng lương nữa nha. Khai trương lữ đầu chết. Tháng này còn mặn nữa nè. Hàng hiếm. Ngốc hương khổng lồ. Ôi trời. Ngốc hương bự thấy ghê thiệt chứ. Con này có lợ tôm bỏ vô đặt cũng êm lắm mà. Nhớt dữ lắm. Bự gùm tay luôn mà. Con ốc này có 200 gram à. Dữ thiệt chứ. Khủng khiếp thiệt. Cho nó xuống mương đi. Mương chết. Kệ. Ốc nó phá vậy lắm. Nó ăn ba cái đọt non là dữ lắm. Nên tiêu diệt nó luôn. Nhìn nó đường hay không? Nhìn nhỏ nó đang làm ổ nè. Cực kỳ. Dạch khéo ghê hồn không? Điều gan ha. Điều gan luôn. Hay thiệt chứ. Giò nó đó, nó... Cái giò nó kéo cái gọng kia qua, cái đít nó dán vô. Mà cái tay mình đụng vô thì dính. Ngộ thiệt chứ. Không? Hay thiệt. Tính ra nãy giờ nó xây biết nhiều vòng mà nói. Không có đếm được, thua à. Thiệt chứ. Nó khéo hơn người ta. Nó văng à. Bên này văng tứ đủ tượng cho. Nó hay động rồi. Động là chở vô giữa đó. Giờ tiết mục vượt sông. Qua sông chỉ với một tàu lá. Ê, dạ.
Đi này cũng như đi đánh giặc chứ không phải chơi đâu. Đây có mùn dừa nước ngon quá nè. Mùn này chắc già. Mùn này vừa ăn xiên luôn. Có cầu ngầm mình trên bụi lá chứ không phải chơi đâu đó. Đường đi mà. Ghê chưa? Thiết kế trần thiên la địa võng. Khổ qua bụi lá lụm con lươn coi. Chỗ cái hang mội đã lắm. Cứ ngắt cái coi. Như nhở như thinh vậy. Ồ, còn mồi luôn. Hiện tượng đầu tiên mà xảy các bạn ơi. Lại cầm kéo lên luôn xe dữ. Xe ghê thiệt. Có à. Mở hàng phao đầu tương hiện tượng xảy. Ô nhỏ nhỏ chút chút nó bắt làm gì. Sáng bắt lương bự. Mấy mưa người ta cũng mới xịt thuốc cỏ. Im lắm á chứ. Cục cái con ấy nó cứ ngắt cái gì đó. Thấy vậy thằng gan luôn. Nó hẳn gan luôn. Cứng ngắt rồi. Ổng cứng rồi bạn ơi. Ổng cứng trước rồi. Thấy con dây nó xéo bằng bên luôn. Dữ lắm rồi. Khai trương trời ơi. Cứng gì mà đã. Cứng hết dây luôn rồi. Tới cứng luôn. Thăm câu mà mấy cái lúc mà cứng cứng như vậy là sướng nhất luôn á. Như vậy lên tay tay à. Như ăn lương lên trên nằm rồi đó. Có gì xảy kỳ đó mà. Chưa. Nghe xảy hơi quýu quýu mà chưa. Vậy là còn sống. Cho này dị đi cho nó sung sung lên. Vậy đó. Anh ta nằm bên đây không? Lôi hết trơn dây là dữ lắm luôn đó chứ. Dây này mà lôi hết là dữ rồi. Đẩy thiệt thôi. Không thấy lử. Chưa đụng lử mà. Chưa đụng lử đụng lương. Nó quấn lên chỗ này hay gì. Xe lên đây nè. Đứt lử hay gì rồi. Gì vậy? Đứt lử luôn rồi. Ôi. Kỳ trời. Bởi vì kéo sao đi te te lên rồi. Ừ, tới thiệt chứ. Nè, xem cục chưa. Thua luôn. Hết mê thì đồng chí rồi chứ. Trời, con dây bị dai ra mà lôi. 2 mét. Dài chứ đâu phải con dây cục đâu trời, chịu để trên bờ này thiệt mà. Quên. Rồi hết trơn con dây luôn, đứt lử luôn, rồi xong luôn. Tạm biệt, máy bay không gặp lại luôn. Nó đâu ăn rồi đâu. À, vườn dâu hổm bữa nay bạn nhìn đã không? Đỏ ngầu luôn rồi nè. Sảy lương buồn 5 phút được chứ, lương đầu tiên luôn. Đây nè, dại dứt nè, mình không có đi đường này. Bạn thấy đỏ ngừng không? Lúc chứ luôn nhìn sướt mắt. Ồ, nay trở lại vườn dâu rồi nhìn khác luôn. Vàng ngính. Dâu rồi bạn, đã không? Này bằng ngày quay nhìn thấy vàng thực luôn. Dâu vàng nhìn đẹp chứ nó không có giá trị bằng dâu xanh mà. Nó có chua. Xanh thì nó ngọt. Mấy vườn dâu xanh giờ trái bự dữ lắm bự rồi. Chút qua tới bến quay lên cho bạn coi. Ghê chưa? Rồi. Quá đã. Đây nè, góc bên đây trái dữ nè. Nó dâu vàng nhìn đẹp ghê luôn. Đây này trái thưa này mới đều trái một cái nhìn khủng khiếp luôn. Đây nè cái dâu xanh đó bạn nhìn thấy sướng không? Chiến đấu luôn á. Này mà địa hình gì ha mà được có 4-5 tài ha. Ra đây nè. Trải bản cái này nhậu chén ớt nè. Phê. Qua ngày sau là dưới cầu đã luôn. Nhìn sướng ha, nhìn dâu xanh sáng hơn dâu vàng. Quá đã luôn bạn ơi.
Mê chưa? Thèm chưa? Ê găng chưa? Sướng. Có hiện tượng nha, cứng ngắt luôn rồi nè. Ê, cứng dữ lắm, cứng luôn, nó quấn nguyên nùi luôn rồi nè. Đừng bước theo vết xe đổ của ổng nha, đừng đứt lửng nha con. Đi hình như có lương, hình như lương sống luôn vậy, nó quấn vô đây rồi nè. Hình như nó còn sống hay gì á, giống mà giống ghi ghi lại. Để máy lên mò các bạn ơi. Giờ không biết định vị nằm đâu luôn rồi đó. Quấn dữ lắm quấn rồi. Con chà bá này, qua khè không coi. Để máy lên mò được, khó ăn quá. Sao vậy? Cứng hả? Dính kìa. Ông bệnh dính rồi bạn ơi. Dính là gì? Chưa biết. Cứng ngắt à? Bệnh cũng cứng luôn hả? Cứng ngắt. Sao thấy chưa thấy lương bọng gì hết trơn à? Dây nó đi đâu nó tiêu luôn rồi. Không tưởng kỳ kỳ nha, giống sảy quá vậy. Ê, Vinh. Lên lương bạn. Trọng à. Ngon. Cái gì vậy đó? Lên chưa? Đỡ, khá. Lên chưa? Lên rồi. Chết sống. Chết ngắt rồi. Tính đâu còn sống mà thấy nó giật giật rồi. Mới chết luôn. Quấn dữ luôn. Ngắt luôn. Bánh cứng mà. Cứng ngắt hay sao? Im, cứng là im. Mấy mương này nước vô là vô. Vô, mương này đã. Chiến đấu. Ối thò lòi ra. Quá quân. Tới quấn rồi. Nó xe qua xe lại từ lưa hết. Dễ chết rồi. Dễ đang thoát thân mà dễ được. Ây da. Rồi. Lên hàng. Khai trương lương trước nha. lương bự á. Cái này là whip rồi. Lương đầu tiên nha bạn. Mình cứng lụm hàng rồi đó. Ổng nãy cứng cái đầu chất quớt, bây giờ ổng cứng nữa rồi. Để qua coi chiến này ổng cứng coi có thành công không nha. Vô cục mồi thả lại phao này cái đi. Tới lượt ổng cứng. Hết vậy luôn cho. Muốn hết là dữ lắm rồi đó chứ. Ý dữ rồi. Sao đây. Nhìn dòm cái lú đầu lên. Ê con lương hình như còn sống gì á. Khoảng ta. Thấy nó gật cái đầu ngang. Sảy nó gì rồi. Không có. Nó còn sống cái gì á. Thuốc mà nó lận. Con thấy là như nó gật cái đầu nó sát mé nó luôn. Nó hệt cái mỏ nè. Cũng bự lắm. Nếu phải là mỏ lận lương nó bự hơn lương con mới dính luôn á. Đó. Ủa sao cái đuôi nhỏ hơn con này lên hạng gì nó sung mà cũng đã đỡ. Như là cái đầu nó thiệt rồi, đầu bông bông. Ô nhỏ bằng nửa. Chạy có dính không đứt lử rồi vui rồi.
lên hàng lên hàng, làm lai ga gì hoài đi, mà có ký sung lên rồi đó. Lồi dữ, lương những bò với giò. Lương con bò nhục nhột. Lương nhỏ mà quấn dữ ha. Nhỏ mà có vỏ. Lồi lữ gì dễ gỡ. Con này nhỏ coi chừng lọt cái mang. Đưa ra móc ngược lại ngay chỗ cái lỗ chui ra lụm. Chà móc đi. Bóp bóp cái màng ra. Đó, ghê chưa? Lên hàng. Vô túi. Này quẩy cái bao hên, nghĩ quẩy cái thùng. Không quẩy cái thùng chết quá. Lữ nó móc vô con dây luôn. Không quẩy cái thùng theo cồng kềnh mà. Không làm nên trò trống như chơi bữa nay chơi cái lại cái bao. Đây, những cái dâu này mê chưa? Bỗng ngưỡng. Dâu này là thu hoạch được nha bạn. Tại lúc này còn dịch nên giá nó hơi... hơi bẹo nên ta còn giữ lại. Này chín dữ lắm rồi. Ngọt rồi đó. Chùm này cũng đã. Chùm này khá là phê nè. Thôi gượt thì ổng để ổng cứng à. Ổng cứng làm tiếp ổng mới được. Cứng rồi dạ. Cứng thiệt ha. Trời ơi. Nó chơi cứng thiệt. Nhào lại. Ây da trời ơi. Rồi. Lên luôn hả. Ôi dính. Lên hàng luôn rồi. Lòi hàng luôn rồi. Ừ, bự còn nãy ha. Đu, khá nè. Còn sống. Còn ngáp ngáp. Lên là tỉnh à. Còn ngáp, còn tỉnh. Trời ơi, nó nhai cỏ vô họng rồi nè, nó xe nè. Lử, ê, dính mép. Ủa? Hình như nó muốn nhả ra được cái gì ơi. Nó ngậm đống cỏ ta. Đâu lên bờ đi nghiên cứu, chắc hồi chết. Còn ngáp ngáp. Nó quấn thấy ghê thiệt chứ. Từ đó nó quấn vô đóng trà nó vòng lên đây. Cái này mà nãy nó trốn xuống dưới mò đã luôn. Cắt đại sắc đó. Tình hàng có lý nha, hàng phao liên tục nha. Lấy tinh thần lại đó. Quá đã. Có nào cắt ra làm ít chạy tiêu không? Đây được. Chết ngắt rồi. Chết luôn. Còn phải ngấp ngáp mà chắc đứa này hồi chết. Đứa này nhìn ngon. Dính đâu chỗ nó cố hỏng rồi. Nghiên cứu nó coi. Sau một hồi phẫu thuật gỡ lử cho nó thì cuối cùng anh ta cũng đã chết. Phẫu thuật này dữ thiệt chứ. Lần thứ ba các bạn. Mới chết cũng sao. Hồi về mặn là sáng ngon lành. Tươi gói. Vô bao. Ổng hai rồi. Ổng hai mình mới một à. Vô mày. Nặng rồi đó. Sung rồi đó. Vô cái nào phải bông dài cái nữa thôi. Gì là chất lượng lắm rồi đó. Gì là trúng dữ lắm trúng rồi. Nó cạo hết trơn. Cái bành không à. Hết biết chưa. Đây này bẻ biết nhiều ký nữa. Biết. Cái gì chứ nặng. Đặt sệt trong cây vậy. Ghê chưa. Khủng khiếp thiệt chứ. Trái ghê trái chưa. Phao chỗ này mà cứng là sướng nè. Ngay cái hang lương luôn. Sao đây? Ê! Rồi, vô hang thiệt rồi. Vô hang rồi. Bắt cua chứ. Ê, đó con cua nữa kìa. Hai con cua đó. Nó con nó ra thế nào. Lụm hai cua trước đi. Ngon rồi. Hang lương. Gì vậy? Xảy cái gì vậy?
Sao không rút lại trời? Ê, dính 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 dính. Đó, vừa lên à. Ngay cái hang mà bắt đầu cương sợ mau rồi. Con cắt nhỏ, chạy vô ai rút vô rồi. Đây nè, nó qua bên đây nè, nè nè. Ọc ọc nước qua đây nè. Chỗ cái hang này nghi lắm. Ơ nhỏ rồi đó. Lên nè. Nhỏ. Kỳ ta, hang gì mà dính lươn nhỏ nè. Cuốn thiệt chứ. Thì chắc lươn này lươn con rồi, còn lươn bự làm giống rồi đó. Kéo cũng sướng vậy trơn. Yếu quá. Kéo te ra luôn à. Cắt đi, cắt luôn đi. Lại sống cho sống. Sĩ số là cân bằng hai điều. Lươn nhìn không ngon lành vậy trơn. Trắng phiếu không chết nữa đâu. Lươn hang dễ chết. Phải làm con chừng 300 gram nữa. Kéo đụng sướng này. Chưa kéo cho ra luôn rồi. Không êm à. Rồi cho vô luôn. Ô. Không muốn vô nữa. Bộ không còn. Cũng êm lắm rồi đó. Bạn nhìn cây này, nó nhánh nè. Nó quằn xuống nó cong cái nhánh xuống luôn. Trái bự không à. Ghê chưa. Cái nào nó chà bá không. Nhìn sướng thiệt chứ. Nó rớt cái phao xuống dưới rồi. Ê. Quấn một cục ngoài kìa. Còn không. Ê dính luôn, dính luôn. Sống. Sống rồi sống chết rồi. Hồ, gì dễ ăn nè. Nó tại con gỉ nó nhúc nhích á. Chỗ đó chèo đứng bờ thảy xuống luôn à. Đóng chà đó đó giờ bữa hổm giờ hai con rồi đó. Lường lên lường nữa nghe. Chỗ đó đóng chà ngay giữa mương cookie ngoái. Lụm, thảy ra lụm. Mang trời ơi lòi ra đây móc lưỡi ra đây. Chết phải. Lường lường lường, tiếp tục lường. Lường thứ năm vô tối. Chỉ số là 32 như vừa mình. Đến phút chín mươi chưa chưa hả. Lâu nữa rồi. Cây dừa. Bạn nhớ cây cầu dừa nào không? Dính mấy lần á, lần nào thả không dính nữa, cứng nữa nè. Có lòi nè mà không biết dính không nè. Nè, lòi nè thấy ghê chưa? Lòi cúp qua đó rồi. Ê, cái gì? Rồi cứng ngắt nữa rồi. Cứng khừ luôn. Ê lên lên lên. Rút lại không? Hình như còn sống cái gì ta. Ê còn sống cái gì ta ơi. Nó bựng bựng dữ lắm. Ồ nhỏ. Trời ơi chút chéo vậy. Lươn nhỏ nhất trong đám luôn. Chết rồi. Cậu vừa quyền thổi đi chứ. Giờ móc cậu ngồi thả lại ngay đó nữa. Còn sáng dính nữa không nha. Lần nào đi ngang đây thả ngay đó cũng lụm con lươn vậy á. Mấy lần trước bự chứ này nhỏ rồi. Tiếu thiệt chứ. Lương thứ 6 nha, tỷ số là 42 nha. Chiếc này ổng khó gỡ rồi. Mình mới thả lại lương của phao đây các bạn. Ổng bảnh, ổng cứng rồi. Ổng làm nôn hết trơn. Cứng rồi, thẳng băng thôi chà. Trời ơi. Gì vậy, lên luôn rồi. Ớt đâu kêu dữ vậy ta, chưa đâu. Quấn ngoài dữ lắm rồi kìa. Lên kim bựng bựng ngoài kìa. Quấn lên cục đó đó. Bụi cỏ nó quấn xẹp bụi cỏ luôn hay gì đó. Mình nói có mấy ếch kêu quá ta. Cơ hội thì ổng gỡ gỡ gỡ. Gỡ là tỷ số nè. Không biết sao đây. Chưa chưa, chưa tới. Bắt buộc phải ướt quần. Lụm xiên nó quấn lên cái cọng cỏ nó quấn xuống. Chà bá cái này. Dạ mà nó có bị ếch đã quá. Kêu ọt ọt. Sao đây? Không biết có gỡ được bàn thắng nào không? Chưa biết. Vẫn còn đang vẽ. Chưa kịp suốt. Cái giấy.
Ui. Sảy luôn rồi. Ui sảy thiệt chứ qua sảy cá lương. Cắn cục mồi còn cục mồi nhừ chân. Buồn 5 phút luôn. Ôi rồi hết trơn con dây luôn. Cục mồi còn xe kìa. Một cục luôn. Nhả ra, ối à. Tức tức. Rồi có bằng nào khóa sầu riêng không? Ghê chưa? Cứng ngắt cái cây. Mương này mà cứng một cái mò làm một buổi luôn á. Rồi, mềm xèo. Dễ dài không biết. Thấy nó lầu xuống lá rồi đó. Ê. Ê, im lắm. Vô mé rồi. Trời ơi, gội lên luôn rồi. Sảy trời ơi, lương. Ồ, đâu vô mé không đây nè. Tức tức tức. Sáng bắt lại. Còn phao cuối cùng, còn ổng có ghi bạn phút 90 không nha các bạn. sau đây cho cơ hội cuối đó. Rồi dính nửa con hay nguyên con, ra nửa con. Ui, kết thúc chương trình luôn. Ui, dở quá, tính ra xảy rồi. Ồ, cắn. Dở thiệt chứ. Hồi vô khui thành quả cho bạn coi luôn. Ui. Khui 6 con. 7 con. Tính luôn ốc 8 con, còn con nữa 9 con. 6 con lượng mà. Mình 4 con, ổng 2 con. Chỉ số 42. Ổng có cơ hội 2 cơ hội mà bị đứt lử lên cơ hội với sảy. Tính ra cũng ăn đều với giữ ngon lành. Như đây cũng ngon rồi, 6 con này cũng cả ký á. Ký non ký á. Ừ. Cũng êm. 92 phao được 6 con lương. Tính ra mười mấy phao mới dính được con. Rồi chờ đợi thêm buổi sáng đó bạn ơi. 9 con lương với lại con cá gô phi hồi chiều. Bây giờ cá gô phi tính ổng này cũng còn thua mình. Rồi, giờ chờ đợi buổi sáng đó bạn ơi. Hy vọng sáng mai có nhiều lương nha.